Chào các bạn đến với kênh của mình nhé. Hôm nay mình mua sản phẩm trên Shopee á. Giá nó rẻ hơn trên mua trên trang bán linh kiện một số trang rất nhiều nhé. Các bạn cùng mình mở chiếc hộp ra xem sản phẩm bên trong như nào nhé. Nói chung là sản phẩm họ đóng gói cũng rất là ok. Đây, có cả cái này rất hay này, mình hay bóp thì nó nổ nó nhiều lắm. Ngày xưa mình thích bóp này lắm. Đây, mình mua những đồ sau. Cái này nó bán, cái này có 5.000. Bình thường mình mua chỗ khác là 10 đến 15.000 một chiếc liền. Đây. Các bạn biết đây là cái gì không? Đây chính là cái gì nhỉ? Chân vịt nhỉ? Đúng, chân vịt. Ồ, đây nữa này. Mình mở hết ra mình xem nhé. Đây là mình có mua cánh cọng nhịt này. Đây là cái đầu đạn nó này, hình như mình rút vào đây này. Được chưa? Đây. Mình dùng cái đầu này mình rút vào đây. Ôi chắc là. Đó, các bạn thấy chưa? Trục này nó vừa trục 2 ly động cơ motor luôn nhé, 2mm nhé. Đây mình mua 2 cặp là 4 chiếc. Mình muốn mua 2 cái chân vịt này nữa. Để em làm vị trí cái thuyền. Công tắc. Mình mua một cái công tắc đảo chiều. Đây là công tắc hành trình. Đây và đồng công tắc này. Bình thường mình mua ở ngoài shop gần mình đây là với giá 10.000, nhưng mà trên này họ bán 5.000 kiểu. Thế mình mua luôn vài số cái về chế cháo linh tinh. Đây, mình còn mua cái bốc tép mạch nữa. Cái này là 20.000. Trông cũng khá là ok. Mình có mua thêm 3 chiếc động cơ 180. Cái này giá là 15 hay 17, 17 nghìn đúng không? 17 nghìn. Bình thường là nó bán 25 đến 30 nghìn liền, tùy từng nơi bán các bạn nhé. Chỗ mình là bán 35 nghìn chiếc này. Mình mua trên này rẻ hơn gấp dựa gấp đôi rồi. Ngoài ra sao? Đây là một cái mạch. Mạch gì? Chả nhớ nữa. Như là cấp nguồn đây do 5V sao để sạc điện thoại sao. Đây. Mình còn mua thêm cái đầu trục nối động cơ 2mm. Cái này cũng rẻ rồi, 9.000 cái đó. Đây, thử một lúc nó vừa luôn. Có hai lỗ để mình vít luôn. Đó, như này. Hôm qua thì mua trên Shopee thì cũng ok, sản phẩm rất ok và giá rẻ hơn rất nhiều nhé. Các bạn mà muốn mua thì mình sẽ để link dưới mô tả nhé. Nhớ like video, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.